Khi mà chúng ta có cái tín hiệu SMA rồi và chúng ta active các cái tài khoản của ByDesign thì chúng ta bắt đầu đấu nối với hệ thống Smart Trade. Và trước khi vào mục đấu nối thì chúng ta nhìn thấy history đây, đúng không ạ? X9 lần, đúng không? Nhiều người nói với tôi rằng history đâu? Ok, chúng ta sẽ xem các history tháng này, tuần này, năm này. Tất cả mọi cái là đều có các cái tỷ lệ 2021, 2022. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái Smart Trader. Đầu tiên chúng ta đăng nhập một cái tài khoản Smart Trader, dùng tài khoản free nhé. Đấy, nó có rất nhiều. Đó, có upgrade nhưng mà chúng ta dùng tài khoản free thôi. Chúng ta vào mục chart. Đó, chart. Thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta phải có tài khoản ByDesign để chúng ta kết nối Smart Trader. Sau đó chúng ta phải có một tài khoản MT4. Cụ thể tôi có thể chia sẻ với mọi người cái tài khoản MT4 của tôi mở tại một sàn nào đó để trong này có smarttrader.com họ duyệt. Trong đây có rất nhiều các cặp như AUD, USD, Euro chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Rất rất nhiều các cái cặp tỷ giá ngày mai nó sẽ chạy, đúng không ạ? Euro, bảng Anh chúng ta sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái mục có biểu tượng đô la bên tay phải, tay trái của các bạn, và ở trên điện thoại cũng có thể làm được, phải tìm cái biểu tượng này, ấn vào trading, ấn vào manager account, rồi chúng ta ấn vào add demo hay live, đúng không ạ? Live tôi chọn broker, đúng không ạ? Rất rất nhiều đây, hàng trăm, trên hàng hàng trăm, rất rất nhiều. Đó, Pepperstone thì tôi chọn RMT. RMT. Đó, đây là hai sàn mà tôi hay kết nối, đúng không ạ? Username của password của các bạn là password, đúng không ạ? Nickname, đúng không ạ? Và make default, đúng không ạ? Ấn agree và ấn connect. Sau khi xong, đúng không? Chúng ta sẽ ấn vào kích chuột phải vào, chúng ta chọn add matrix cho các cặp mà chúng ta bắt đầu giao dịch. Matrix của các cặp thì tôi đã đặt rồi thì nó sẽ không cho nữa. Thế thì khi mà chúng ta đặt các cái ở các cái cặp khác, nó có thể ở các cặp khác, ví dụ như là cặp AUD hay là cặp bảng Anh hay là cặp Canada vân vân, đó thì chúng ta có thể theo dõi CHF, chúng ta có AUD CHF, chúng ta có Euro UZ chẳng hạn như vậy. Thế thì khi đấu nối các cái hệ thống tài khoản, đúng không? Chúng ta ấn vào kích chuột phải cho Add Matrix. Đây chúng ta để ý Number of Level, đúng không? Chúng ta nhìn thấy có 10 lệnh, đúng không? Chúng ta lot là 0,1 là nhỏ nhất, đúng không? Các cái khoảng cách giữa pip, đúng không? Là 10. Thì chúng ta cũng có thể đặt các cái chế độ như là 20 pip và đến 25 pip, đúng không? Theo cái khuyến cáo của hệ thống Close on order tức là 25 pip, đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt và tỷ lệ thay thế cũng như là tỷ lệ đóng chúng ta ấn vào OK, toàn bộ 0,01 UG xong. Lập tức khi mà chúng ta đã xong cái này rồi thì lập tức là chúng ta theo dõi trên Smart Trader và nó sẽ được tự động nó chạy. Đó, đấy là cái cách đấu nối. Thì ngoài các vấn đề đó này thì chúng ta có thể theo dõi cũng như là hỏi các cái đội kỹ thuật của chúng ta.